Mận xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Xuân Mận Germany. Cách đây 4 bữa mọi người, Mận có nhận được hai cái tin nhắn của hai bạn, một bạn ở Malaysia và một bạn ở Việt Nam. Thì có comment cho Mận và vào Messenger Facebook của Mận á, nhắn tin nhờ Mận mua dùm cái bộ sản phẩm Oil Cream chuyên trị nám, ngăn ngừa tàn nhang của Đức sản xuất nha mọi người. Thì Mận hôm nay Mận đã mua đủ cho hai bạn là hai chai ngày và hai chai đêm, kèm theo hai chai chuyên trị nám và ngăn ngừa tàn nhang á mọi người. Đó thì nếu như những ai chưa xem những cái clip trước của Mận chia sẻ cặn kẽ về cái bộ sản phẩm này á, thì mọi người vui lòng vào cái kênh Xuân Mận Germany và bấm vào danh sách phát á, thì mọi người kéo xuống sẽ thấy Mận đỡ là những loại kem thuốc tốt nhất ở Đức. Thì mọi người vào xem giúp Mận nha. Còn cái này thì Mận chỉ nói sơ qua thôi, đỡ khỏi mất thời gian của mọi người. Thì Mận có nhờ ông xã Mận ngồi cho vui chứ mình buồn quá. Nhờ ngồi với lại gấu quà luôn mọi người. Đây là anh lấy anh lót giùm em cái miếng này xuống nha. Đây là chai ban ngày nha mọi người. Cái này là kem dưỡng da, ngăn ngừa nám và tàn nhang có ngày và đêm. Đây là ngày và đêm đây mọi người. Thì cái loại này là dành cho tất cả các loại da, da khô, da dầu, da nhạy cảm đều dùng được hết nha mọi người. Thì anh bỏ vô giùm em. Thì cái chai ban ngày thì có chứa 30 chống nắng nha mọi người. Nếu những ai mà ở xứ nóng á, trên 30 phải mua kem chống nắng dùng một lớp bên ngoài nha mọi người, để bảo vệ da. Chứ nếu như mọi người nghĩ ở trong này có 30 kem, có 30 chống nắng rồi, mọi người không có mua kem chống nắng nữa, mọi người đánh không như vậy đó, thì Mận bảo đảm với mọi người sẽ không có tác dụng, mà lại ngược lại là nắng á, cái tia nắng mặt trời nó sẽ rọi soi vào cái da của mình, và cái kem này nó không đủ đỡ bảo vệ cho cái da gì, nó có 30 chống nắng thôi mọi người. Đó chừng đó mọi người nói trời ơi Mận nó xạo dùng nó sao nó bị nám, bị nắng này nọ đồ đó, là do mọi người không có dùng kem chống nắng nha, chứ đừng có nói Mận nó xạo nha. Phải dùng kem chống nắng. Còn cái chai đây là cái chai chuyên trị nám và tàn nhang. Ông xã Mận đang chờ đợi gói nè anh. Là cái chai này á, là chuyên trị nám và tàn nhang, chỉ dùng vào ban đêm. Mọi người đánh kem ban đêm xong, mọi người lấy cái này này nhỏ vào, chấm chấm vào những chỗ nám và tàn nhang nha mọi người. Những cái nám và tàn nhang mới xuất hiện á, thì nó sẽ làm cho nhanh hết. Còn những cái mà bị nám tàn nhang lâu năm á mọi người, thì mọi người phải cần có thời gian đỡ chi, đỡ cái kem ngày và đêm cũng như cái kem chuyên trị nám tàn nhang này đỡ có thời gian thẩm thấu vào da, và nó sẽ lần lần nó tẩy từ cái màu đen mà nó sẽ làm ra cái da của mình màu vàng vàng, nó tẩy mọi người. Mà khi mọi người chậm cái này lên nè, nó có một chút cảm giác như là nóng nóng, cái da nó ẩn ẩn đỏ đỏ và nó tưng 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 đó mọi người. Cái đó là không phải nó bị allergy hay dị ứng gì nha mọi người. Mới lần đầu Mận xài Mận cũng không biết, Mận tưởng vậy nhưng mà thật sự không phải. Cái đó là cái hiệu quả của kem á, cái đó là cái kem nó kích ứng cho da mình, đỡ nó hấp thụ vô da mọi người, nó tẩy đi cái tế bào chết của cái da nám đó và cái tàn nhang nha. Cho nên mọi người yên tâm, nếu mọi người dùng các cái trường hợp đó thì mọi người không phải lo nha. Đó thì những gì mà Mận dùng nó tốt thì Mận mới dám chia sẻ với mọi người, chứ nếu như mà nó không tốt Mận chia sẻ thì mọi người cho Mận nó xạo sao. Mà ở đây Mận cũng nhấn Mận cũng nói rõ với mọi người là Mận không có buôn bán kinh doanh hay là bán hàng online gì đỡ mà Mận nó xạo, đỡ mà kiếm tiền nha mọi người. Thì Mận chỉ thấy tốt Mận chia sẻ cho chị em phụ nữ đỡ dùng thử, thì Mận mới chia sẻ thôi. Và nếu như những ai mà mua chưa được cái bộ sản phẩm này muốn dùng thử thì cứ vào Messenger của Mận và Facebook nhắn cho Mận đây nữa nè anh,
còn bộ nữa cũng lấy cái kia, cái đó đợi tí nữa mà mình gói sau. Thì nếu những ai mà chưa mua được cái bộ sản phẩm này mà thích dùng thử thì cứ liên hệ với Mận vào Facebook Messenger, mọi người nhắn cho Mận cái tin và chữ để Mận biết là mọi người cần mua thì Mận sẽ mua giúp cho mọi người thôi. Cho nên mọi người anh đọc ông sẽ Mận nghe Mận nói chắc khoái tay với ngoài cái quên mở hai cái hộp mở luôn trước. Nè được, đây em cũng gói được chưa? Nói anh cứ cười muốn miệng muốn miệng nhất là mọi người. Nè anh gói đi anh. Này vợ làm á, vợ làm cái kem này nhưng mà không có thẩm mỹ gói thôi, chồng gói dùm cho. Nói chung ông xã Mận thì Mận làm vẫn tốt thôi mọi người, nhưng mà hôm nay dụ ông xã ra ngồi chung cho vui, chứ một mình cũng thấy buồn buồn à, tại vì xe với anh thấy nghe nhớ. Nói ôi lời. Nói ôi lời. Em nó thấy mà ham. Thấy mà ham hả? Thì mọi người Mận với ông xã Mận thì chỉ gói quà như thế này dán, rồi còn ghi cái tên và địa chỉ người gửi và người nhận đó. Thì tí nữa ông xã Mận sẽ ghi ở trên này. Mận không có ghi ở trên này luôn, Mận không có quay cho mọi người xem, là lý do là Mận muốn giữ gọi là cái gì quên mất, ta giữ bí mật địa chỉ cho người nhận đó mọi người. Cho nên là Mận xin lỗi mọi người và mọi người cũng thông cảm cho Mận nha. Nếu mọi người thấy xem cái kênh của Mận đó, thấy cái clip nào ở trong cái kênh của Mận mà mọi người thấy hữu ích cho mọi người vui lòng chia sẻ giúp Mận nha, để mọi người cùng biết. Và nếu ai thích gia đình Mận thì cho gia đình Mận xin một like và một cái đăng ký để làm động lực, cũng như là làm tinh thần cho vợ chồng Mận làm thêm nhiều cái clip mới nữa. Thì thôi, vợ chồng Mận cũng xin dừng clip tại đây và kính chúc cho mọi người gần xa luôn luôn là thân tâm thường an lạc, vạn sự đều như ý. Mình bye bye đi anh, rồi tí nữa đi sâu cắm cuối làm. Ok, bye bye, chào bye các bye. Bạn chúc sức khỏe các bạn.